Một mẫu SUV gầm cao 7 chỗ ngồi được khá là nhiều người quan tâm tại thời điểm hiện tại, đó chính là dòng Hyundai Santa Fe. Và hiện tại thì dòng Hyundai Santa Fe giá xe mới lên đến hơn 1 tỷ. Vậy có cách nào mà chúng ta có thể sử dụng những option của xe, những thiết bị đó, những công nghệ đó mà giá thành rẻ hơn khá là nhiều? Đó chính là giải pháp chúng ta lựa qua một mẫu xe cũ. Và ngày hôm nay thì Butterfun vô gầm cao xin giới thiệu đến quý khách mẫu xe Santa Fe được sản xuất năm 2017 với phiên bản động cơ 2.2 máy dầu. Và giá chào bán của chiếc xe này đang được Butterfun chào bán với mức giá chỉ hơn 700 triệu đồng một xíu thôi. Với chiếc Santa Fe 2017 bản full này có những đặc điểm gì nổi bật? Và sau vài năm sử dụng thì chất lượng xe còn ra sao? Mời quý anh chị cùng em tham khảo chi tiết về phần ngoại nội thất của chiếc xe để mọi người có thể đánh giá chi tiết nhất chiếc xe Santa Fe 2017 này có những điểm nổi bật nào mà đáng để chúng ta bỏ một số tiền khá là lớn ra để mua. Phong dáng phần đầu xe thì vẫn là những thiết kế rất là trẻ trong hiện đại và với những công nghệ hiện đại nhất đã được trang bị trên mẫu Santa Fe này rồi. Hệ thống chiếu sáng của xe được trang bị đèn bi gương cầu thủy tinh có tính năng tự động tắt và các chi tiết đèn mọi người có thể quan sát nhé. Rất là trong, rất là sáng. Phần viền của xe được trang bị với một đường viền mạ chrome khá là nhỏ để tăng thêm cái sự sang trọng cũng như là sự thu hút cho cái phần hệ thống chiếu sáng của xe. Phía bên dưới chúng ta có thể nhìn thấy là trên phiên bản full xe được trang bị thêm tính năng tự động rửa đèn pha và chi tiết phía bên dưới là đèn gầm và đèn xi nhan của xe này. Các chi tiết trên xe bố trí khá là đối xứng và hợp lý, tăng thêm cái sự uyển chuyển và hiện đại cho chiếc xe phần đầu xe lên rất là nhiều. Mặt ca răng thì vẫn là thiết kế mặt ca răng hình thang nước với 3 thanh mạ chrome bản lớn tăng cái sự khỏe khoắn cho phần đầu xe. Logo Hyundai thì có diện tích khá là lớn, thu hút nhận diện thương hiệu cũng như là những người đi ngược chiều cho chiếc xe này lên rất là cao rồi. Và chi tiết hệ thống chiếu sáng ở bên cánh lái của xe, các chi tiết đèn cũng rất là đẹp mọi người nhé, không vẩn đục ố mờ, chế độ tự động rửa đèn pha và cũng như đèn phía bên dưới là chi tiết xi nhan của xe và đèn gầm này. Phần viền cũng được mạ chrome vừa tăng tính bảo vệ và tăng thẩm mỹ cho xe khá là nhiều rồi. Trên phiên bản phun dầu thì bộ la răng được trang bị trên chiếc xe này là với kích thước 19 inch quý khách nhé. Khách hàng khá là yêu thích bởi cái thiết kế la răng 2017 này của Santa Fe với thiết kế hình ngôi sao, hình bông hoa khá là nhiều cánh cũng như là phanh ABS chống bó cứng trang bị trên bốn bánh rồi. Và chiếc xe này thì cũng mới lên được một dàn lốp khá là mới, rãnh lốp còn rất là sâu, chúng ta có thể sử dụng một thời gian khá là dài nữa vì thay thế bộ lốp này, tiết kiệm một khoản chi phí khá là nhiều rồi. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và phần tay nắm cửa được mạ chrome ở trên bốn tay nắm cửa. Riêng phần ghế lái và ghế phụ được trang bị thêm tính năng mở cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Và phiên bản Santa Fe này đã được trang bị thêm một cái bậc lên xuống có thể thuận lợi cho những trẻ em trèo lên xe một cách rất là dễ dàng rồi. Chi tiết mặt la răng phía sau nhá. Mặt la răng thì cũng không có dấu hiệu xước sát đáng kể. Cái phần hông xe này mọi người có thể thấy rằng là rất là nhiều đường gân dập nổi để tăng thêm cái sự mềm mại uyển chuyển cho phần hông xe của chiếc Santa Fe 2017 này rồi. Phần đuôi xe thì nổi bật với cụm đèn hậu ôm trọn phần hông xe này, diện tích rất là lớn, giải đèn phanh trên cao tăng sự quan sát tầm nhìn cho người đi phía sau, rất là an toàn. Các chi tiết đèn phía bên trong bố cục rất phía sau xe bố cục rất là rõ ràng, tăng thêm một cái sự sang trọng cũng như là sự nhận diện cho các phương tiện đi phía sau rất là tốt rồi. Phiên bản này là phiên bản hai cầu quý khách nhá, phiên bản hai cầu được trang bị với một bộ hai ống xả được đặt cạnh nhau phía bên phải kia. Tổng thể phần hông của xe này mọi người có thể đánh giá rằng là thiết kế của Santa Fe luôn đứng đầu trong phân khúc bởi thiết kế của một mẫu 7 chỗ cực đẹp, rất là nhiều người yêu thích cái form dáng thiết kế của chiếc Santa Fe này. Và thời 2017, form 2017 thì vẫn được nhập khẩu 3 cục lắp ráp tại Việt Nam nên chất lượng của xe khá là tốt, ngang ngửa với những mẫu xe nhập khẩu. Vừa xong thì em đã sơ qua phần ngoại thất bên ngoài để mọi người có thể đánh giá sơ một chút rồi. Tiếp theo em sẽ đi chi tiết về phần option bên trong. Sau khoảng vài năm sử dụng, sau 7 năm sử dụng thì chất xe còn như thế nào? Mời quý anh chị cùng em đi tiếp vào phần nội thất bên trong của chiếc Santa Fe 2017 này. Cái khoang lái của chiếc Santa Fe 2017 này thì được đánh giá có phần khoang lái khá là rộng rãi, thoải mái cho 7 người sử dụng bên trong. Và mọi người có thể nổi bật cái phần khoang lái này, đó là cái tông nội thất ghế da màu tối, màu đen và màu ghi kết hợp. Ghế được trang bị ghế lái chỉnh điện đa hướng và có chế độ làm phòng đệm lưng. Cái phần ghế lái này chúng ta còn được trang bị thêm nhiều ghế hai vị trí trên phần táp ly cánh cửa mọi người nhé.
hai người có thể thay đổi lái xe và chúng ta có thể cài đặt chế độ vị trí chuẩn, không phải mỗi lần bước lên xe chúng ta là phải dịch chuyển ghế để điều chỉnh phù hợp với kích thước của cơ thể chúng ta. Ghế được bọc da màu ghi tối này, với chất liệu ghế rất là tốt, chất liệu da cao cấp thì chất lượng khá là bền theo thời gian. Và màu ghi này chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh sạch sẽ, và màu tối này thì rất là sạch rồi nhá. Có thiết kế ôm sát người ngồi cũng như là có đục lỗ tạo cảm giác thông thoáng này. Mọi người thể quan sát thấy rằng các phần mùi ghế của xe và phần đệm lưng rất là căng, phần tựa đầu này, các chi tiết của xe còn rất là đẹp. Phần má ghế có được thêu phần chỉ trắng nhìn khá là sang trọng nữa. Xung quanh phần má ghế mọi người có thể quan sát rằng các chi tiết ghế của xe rất là đẹp. Ngay đến phần ghế lái xe cũng được trang bị túi khí an toàn rồi. Dòng Santa Fe thì được trang bị rất là nhiều option cao cấp để chúng ta có thể trải nghiệm một cách tốt nhất và vận hành chiếc xe một cách tối ưu nhất mọi người nhé. Rất là nhiều option cao cấp. Trên vô lăng bọc da để tích hợp các phím bấm như là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh này. Có cả ga tự động cruise control phía bên phải nữa. Một mẫu xe 7 chỗ từ 2017 nhưng mà khá là nhiều option cao cấp đã được trang bị thêm rồi. Phần viền vô lăng này vẫn được trang bị thêm một vỏ bọc vô lăng nữa. Có hệ thống chiếu sáng tự động này, gạt mưa tự động. Các tính năng khác như là các chế độ lái, drive mode, chế độ đổ đèo, hệ thống chống trơn trượt. Và đây là khóa V-size trung tâm trên các phiên bản hai cầu. Có cái khóa V-size trung tâm này chúng ta có thể vượt qua mọi cung đường một cách thuận lợi dễ dàng thôi. Và cửa gió điều hòa của xe thì phần viền cũng được mạ chrome khá là sáng và điều chỉnh một cách rất là dễ dàng cho cái phần cửa gió điều hòa này. Phần viền thì cũng được chủ nhân cũ dán chống xước carbon phần viền này rồi, khá là sạch sẽ. Trên phần phía sau là sau vô lăng là màn hình hiển thị thông số của xe nhé. Hiện tại thì xe không được đề nổ nên màn hình nó đang tắt. Nên em sẽ quay luôn giới thiệu cái phần hệ thống màn hình giải trí của xe. Với cái màn hình hệ thống giải trí của xe này thì kết nối Bluetooth mà MP3 FM đầy đủ hết rồi. Có cả định vị chỉ đường. Và thiết kế của cái mặt màn hình giải trí xung quanh thì khá là độc đáo với thiết kế cửa gió điều hòa hai phần hông này. Các phím bấm nhanh, sấy gương, sấy kính. Điều hòa tự động được trang bị trên mẫu xe này thôi. Radio FM này, định vị chỉ đường hay là đàm thoại. Các phím bấm rất là sắc nét cho chúng ta nhé. Phía bên dưới thì chúng ta có thể thấy quan sát thấy rằng có cổng USB và cổng AUX, cổng sạc 12V được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Đề nổ thông minh Startop này. Quanh cổ số bọc da còn có phanh tay điện tử và phanh auto hold nữa. Có tính năng sưởi ghế, làm ấm ghế vào thời tiết mùa đông này rồi. Cực kỳ ấm áp cho chúng ta khi sử dụng chiếc xe này vào những ngày giá rét. Phía trên đây chúng ta có thể quan sát thấy tấm rèm che nắng nhé. Tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm cả hai bên ghế lái và ghế phụ. Và có cả đèn tích hợp phía bên trên trần này nữa. Cực kỳ là hữu ích cho chúng ta sử dụng. Bộ cửa sổ nóc toàn cảnh của xe thì không tăng thêm cái không gian thoáng đãng cho chiếc xe nên rất là cao. Với cái khoảng không gian cửa sổ trời diện tích lớn như thế này, không gian bên trong xe cực kỳ thoáng đãng mọi người nhé. Chúng ta có thể ban đêm chúng ta ngắm trăng, ngắm sao cực kỳ tuyệt vời rồi. Các phần con ốc của chi tiết cột A của xe mọi người có thể thấy rằng là màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất còn rất là đậm. Các đường ống hay là các con ốc còn nguyên zin nguyên bản nhé. Các chi tiết keo chỉ thì tất cả các chi tiết keo chỉ của xe còn rất là nét cho chúng ta. Không mất một phần keo chỉ nào cho mọi người. Phần ốp nhựa này, xước sát không đáng kể và các phím bấm lên kính lên xuống cũng như là chỉnh gương. Chỉnh gập gương ở cái phần táp ly cánh cửa này. Các chi tiết của xe không có dấu hiệu hao mòn. Và phần viền mạ chrome của xe cũng như là tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng đây rồi. Vị trí nhớ ghế hai vị trí. Phía bên dưới là chi tiết để ly để đồ của xe cũng như là hệ thống âm thanh của dòng Santa Fe. Chúng ta có thể đóng không kín cửa và trải nghiệm âm thanh phía bên trong xe quá là tuyệt vời rồi. Các con ốc ở phần cột A của xe, các con ốc ở phần táp ly cánh cửa ghế lái không có dấu hiệu cậy mở và với chất liệu kim loại tốt nên cũng chưa có dấu hiệu rỉ sét. Phần ốc cột B của phía xe của xe này cũng không có dấu hiệu cậy mở quý khách hàng nhé. Và phần keo chỉ xung quanh ở phần cửa, cái chất lượng keo chỉ xung quanh xe này nó ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng cách âm chống ồn nên chất lượng của xe cũng phụ thuộc vào các chi tiết này rất là nhiều. Phía phần ốp bậc cũng được trang bị một ốp bậc mạ chrome rất là sáng rồi, vừa tăng tính bảo vệ vừa tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe này của chúng ta. Tiếp theo là phần táp ly cánh cửa phía sau, các con ốc nét zin cho mọi người rồi nhé. Phần viền keo chỉ xung quanh này cũng như là các chi tiết ốp nhựa không một vết xước cho chúng ta. Đặc biệt thì phiên bản 2017 bản full này được trang bị thêm một bộ tấm rèm cơ che nắng nữa.
chống tia UV và chắn nắng cho những chị gái sợ ánh nắng mặt trời này. Phím chỉnh kính lên xuống, mạ chrome sáng bóng, hệ thống âm thanh cũng như là vị trí để chai nước, để ly, để đồ. Các con ốc ở phần cột B màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất nhé. Và cửa gió điều hòa thì được thiết lập ở đặt ở phần cột B, tiện lợi cho người phía sau sử dụng rất là tốt rồi. Túi để đồ dành cho người ngồi phía sau này. Phần ghế da của sau thì hơi nhăn một chút, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe đâu. Ba tọa đồ cả ba vị trí ghế. Và đặc biệt thì chiếc Santa Fe 2017 này đã lên được một bộ xà, lót sàn 5D rồi. Chúng ta lại tiết kiệm thêm một khoản nữa cho chiếc xe 2017 này rồi. Con này hiện tại em đang chào bán với mức giá là 735 triệu đồng quý khách nhá. Khoang phía sau của xe thì được trang bị một cốp điện rất là tiện lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta thường xuyên sử dụng khoang cốp mà với cái cốp điện này chúng ta không mất một chút sức lực nào, đóng mở một cách thuận lợi dễ dàng. Hiện tại thì hàng ghế thứ ba đã được gập phẳng nên càng tăng thêm cái khoang không gian chứa đồ cho cái khoang cốp. Xung quanh mình có thể là các chi tiết nỉ của xe cũng rất là sạch, các chi tiết nhựa này không có dấu hiệu xước sát đáng kể một chút nào đâu. Vần cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba được trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có thể tận hưởng mát sâu trong những ngày oi nóng bức vì các vị trí phía cuối của xe này khá là nóng bức, nhưng mà được trang bị cả cửa gió điều hòa dành cho cái hàng ghế cuối cùng này rồi. Và xung quanh là các chi tiết để ly để đồ cũng rất là rộng rãi cho chúng ta, cổng sạc đầy đủ nhá. Rất là nhiều chi tiết có trang bị bổ sung cho chúng ta sử dụng một cách tối ưu nhất rồi. Xung quanh cái phần khoang cốp này và hai ti điện chống đỡ phần khoang cốp cũng rất là chắc chắn, cũng rất là bền cho chúng ta. Và chi tiết keo chỉ này cũng như con ốc ở phía cuối cùng, phía sau cuối cùng của xe, các chi tiết cũng rất là sạch sẽ và không có dấu hiệu rỉ sét, không có dấu hiệu cậy mở. Và nếu như chúng ta muốn đóng cái phần cốp này thì cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi. Chúng ta chỉ cần bấm một nút bấm này. Em sẽ quay chi tiết cái phần khoang cốp một chút nữa để cho mọi người có thể đánh giá là cái chiếc Santa Fe 2017 này sau vài năm sử dụng, gần chục năm sử dụng thì chất lượng xe còn ra sao. Và phía bên dưới này chính là cái vị trí chứa bộ dụng cụ sửa chữa của xe mọi người nhé. Chúng ta có thể tận dụng ô bên cạnh để chứa thêm đồ nữa. Và bộ dụng cụ sửa chữa của xe này cũng rất là mới cho chúng ta. Kính hậu có tính năng sưởi kính rồi, chất xe cực kỳ tốt nhé. Đóng mở một cách hết sức dễ dàng và đơn giản thôi. Tiếp theo là vị trí ghế phụ phía sau này. Với bên ghế phụ phía sau thì các con ốc ở phần táp ly cánh cửa này không có dấu hiệu cậy mở, cũng không có dấu hiệu rỉ sét và có khóa chốt an toàn phía sau dành cho trẻ em. Và cái phần nỉ xe nhá, các chi tiết da của xe cũng rất là đẹp, rất là sạch. Tấm rèm che nắng này, ốp nhựa không xước sát đáng kể và các chi tiết mạ chrome khá là sáng rồi. Phím chỉnh kính lên xuống cũng như là hệ thống âm thanh của xe. Và phần chi tiết keo chỉ xung quanh của xe nhá. Với mẫu Santa Fe 2017 này thì khá là nhiều option cao cấp. Chúng ta có thể trải nghiệm tận hưởng một cách tối đa tất cả các tiện ích trên xe rồi. Phần cột xe của xe này, con ốc cũng không có dấu hiệu rỉ sét cậy mở. Phần ghế da cũng như là phần túi để đồ nhá. Cửa gió điều hòa dành cho phần cột C này, cột B này. Ngay như cái phần hàng ghế phía sau, chúng ta cũng có thể tận hưởng không gian thoáng đáng của bộ cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Diện tích bộ cửa sổ cực kỳ lớn nhá. Với phiên bản 2.2 máy dầu này thì mức tiêu hao nhiên liệu của xe nó chỉ rơi vào khoảng từ 6 đến 8 lít cho 100 km đường kết hợp thôi. Chất xe đã rất là tốt rồi mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe lại là phiên bản máy dầu nữa, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý khách nhé. Và đến vị trí táp ly cuối cùng này, các con ốc ở phần táp ly cũng như là các phần keo chỉ xung quanh xe này không mất một phần keo chỉ này cho chúng ta, và hệ thống âm thanh của xe cũng rất là tốt. Phím chỉnh kính lên xuống này, tay nắm cửa mạ chrome rất sáng rồi. Con ốc ở phần cột A cũng không có dấu hiệu cậy mở, màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất nhé. Và trên cái phần táp ly cánh trên cái phần táp lô ở vị trí ghế phụ này, xe được trang bị túi khí an toàn. Phía bên dưới thì được dàn chống xước carbon một chút nữa rồi. Phần viền cửa gió điều hòa mạ chrome sáng bóng. Và cái phần khoang cốp dành cho vị trí ghế phụ thì cũng khá là rộng rãi. Chúng ta có thể để khá là nhiều dụng cụ cá nhân hay là những vật dụng như là sách báo trong cái phần khoang cốp này. Phần ghế da của xe này, chi tiết ghế da phần bên ghế phụ thì cũng rất là đẹp nhá. Múi da cực kỳ căng cho chúng ta.
màu nâu thì rất là sạch sẽ rồi, màu ghi thì rất là sạch sẽ rồi. Ngay đến phần ghế phụ thì cũng được trang bị chỉnh điện đa hướng nhá. Chỉ trên phiên bản phun dầu mới được trang bị cả ghế lái và ghế phụ chỉnh điện đa hướng thôi. Tựa đầu thoải mái rồi này, túi khí an toàn dành cho hàng, cho vị trí ghế phụ, xung quanh các chi tiết keo chỉ của xe rất là đẹp cho chúng ta rồi. Như vậy là đã sơ qua cái phần nội thất của chiếc Santa Fe 2017, là mọi người cũng đã đánh giá được phần nào chất lượng của xe Santa Fe này như thế nào rồi. Và đến lần phần cuối cùng, phần khoang động cơ của xe, để mọi người có thể đánh giá rằng cái phần khoang động cơ của chiếc xe này có chất lượng ra sao. Đi cùng em đến phần cuối cùng của chiếc xe này quý khách nhé. Với công nghệ CLDI thì chiếc xe này vận hành khá là êm ái mượt mà. Thêm nữa là động cơ 2.2 phiên bản dầu thì chúng ta khá là tiết kiệm nhiên liệu với cái thời điểm giá dầu cực kỳ chạm đáy tại thời điểm hiện tại rồi. Các con ốc trên phần thân máy cũng như ốc trên ổ giảm sóc này, mọi người có thể quan sát thấy rằng là màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất khá là đậm nhá. Hiện tại thì cái phần khoang động cơ nó hơi bẩn một xíu nên mọi người quan sát giúp em, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chúng ta quan sát chất lượng của xe đâu. Các con ốc của xe này không có dấu hiệu cậy mở. Còn chất lượng thì bên em vẫn cam kết cho mọi người rồi, với cam kết vàng, máy số nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích ngầm nước. Cam kết trên văn bản, giấy tờ và thủ tục pháp lý của xe minh bạch rõ ràng để chúng ta có thể sang tên đổi chủ một cách thuận lợi nhất quý khách nhé. Như hai phần ti điện của xe này, hai phần ti chống đỡ khoang nắp capo của xe cũng như là các con ốc, các chi tiết keo chỉ xung quanh của xe với bộ nỉ cách nhiệt chất lượng còn cực kỳ tốt. Bộ nỉ cách nhiệt này chưa có dấu hiệu hỏng hóc hay các phần viền không hề có dấu hiệu hỏng hay là cũ một chút nào đâu. Phần viền ốc phía bên trên này, các chi tiết của xe rất là đẹp cho chúng ta rồi. Và như vậy thì em đã giới thiệu tổng thể một phần chiếc Santa Fe 2017 này đến tất cả các quý khách hàng rồi. Và anh chị nào quan tâm đến mẫu xe bản phun dầu 2017 Santa Fe này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0964 834 834, hoặc qua trực tiếp địa chỉ của showroom bên em, 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Hiện tại có mặt tại showroom gần chục mẫu Santa Fe để cho chúng ta lựa chọn rất là nhiều Santa Fe, từ dầu tiêu chuẩn cho đến phun dầu đến xăng, và rất là nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Ba Tư Fan vô gầm cao. Anh chị hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của showroom bên em. Hẹn gặp lại mọi người tại clip giới thiệu xe tiếp theo của Ba Tư Fan vô gầm cao.